Lợi dụng ban kịp rùa cháy hay ở việc kịp ní mình ở đặt góc kịp ban khơi nháy ở dân dò xây dân một phơ kịp viên nắng tam ba dân đẹp đá prấy ní lợi dụng kịp hào nhé khơi nhé à lời ní thời dớn ban cho anh bà đã ấy tiết tiết ban nhâm lời ấy nếu là lỡ thời dớn ban cho anh ấy ní nào nghe mặn chui tôi từ nón sang nhìn tên ý thầy thầy bảo chứ là lợi cho anh đấy.
rồi cái đài thầy ăn tê nha, một chuỗi tôi làm chức ngành rồi, gọi ba bà hiếu.